Yo, yo, hello nha, chào người nha, chào mừng quay trở lại với channel của mình là từ từ đường phố đây, chào mọi người nha. Xin chào tất cả anh em bộ game hải tặc đại chiến nha, lại là mình đây từ từ đường phố đây, chào mừng các bạn ạ. Ở clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm về video về hoán đổi nha mọi người nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi hoán đổi tướng đi. Mình thì vẫn đang cố gắng tích 160 thùng bia rồi, chơi một thẻ luôn anh em, vẫn đang ham lắm, vẫn đang muốn tích. Chưa ấy được. Ở đâu đây là ID của mình, bạn nào hứng thú thì kết bạn với mình nhá. Đấy, rất là nhiều anh em hỏi đây, ID mình đây các bạn 1083 598 ạ. Ok, trước khi bắt đầu video này thì chúng em xem video vậy đừng quên like, share, ủng hộ channel. Cảm ơn rất nhiều ạ. Hiếm sự kiện Halloween vẫn đang diễn ra anh em, và bên game lần này không thấy tung cốt tung kiếc gì anh em nhá. Mình đi săn mấy ngày hôm nay là không thấy một quả cốt nào mới anh em. Đây, anh có kết bạn với Lycan Z không? Không nha em nhá. Anh còn không biết đấy là ai luôn. Kết bạn với em, ok em. Cũng cảm ơn một số anh em đã nhắn tin hỏi mình. Ok, giờ thì chúng ta sẽ đi vui chơi qua con nạc mình tí đã các bạn. Siêu mộ hải tặc đâu nhỉ, dương kho báu đây, mua đến 20 cái này anh em, đánh boss luôn, hạ luôn con boss này anh em, ăn luôn đánh boss nữa. Ok, nhận thưởng nào, đây dương sự kiện này các bạn này. Đấy, săn mái cũng được cái dương sự kiện này, mình đang qua săn cái dương sự kiện này quay cho anh em xem nó được cái gì. Hồn hải tặc này thì theo mình được biết thì mình khuyên các bạn nên đổi mấy tướng anh em đang cần đây này. Ví dụ như mình đang lâng Jinbe nhá. Đây, nhiệm vụ quên. Đây, Jinbe mình đang lâng này. Chép tới sẽ phải dùng thêm một tướng này. Đó thì anh em đổi thêm tướng có dọn rác á. Đây, giờ mình sẽ đổi sẵn luôn một tướng này. Hồn hải tặc. Đây, đổi sẵn luôn một tướng anh em. Đó. Tao có lâng là lâng thôi, đỡ mất công. Giờ chúng ta đi mở quà sự kiện xem là trong này có gì nha các bạn nhá. Ui, dính ra ăn được quả sự kiện này là ngon đấy các bạn. Ngon thật sự ạ, ăn được quả sự kiện ngon thật sự ạ. Thu cha dầm, dùng quả sự kiện mới biết ạ. Đá luôn ạ, dùng quả sự kiện thì phê luôn. Cái chưa đủ thùng bia nhỉ, còn thiếu 30 thùng nữa anh em. Mà bên này nó cũng không ra nhiều. Mất rồi. Đánh nắng à, hay là gửi về thư, không có trong thư các bạn. Đây, à được 10 mảnh nữa anh em, mình tưởng là được uầy được 10 mảnh thôi ạ. Hú hồn chim én. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Giờ chỉ có sự kiện lạp thôi anh em này. Từ cái này nó cho lạp rất là nhiều. Uầy, mà tôi không có tiền đâu anh em. Giờ cố gắng chiêu mộ đặc biệt làm ngay 100 cái này về anh em. Giờ đúng 160 thùng bia là làm 100 ngay 100 cái này. 100 là được 5 lần boss đấy các bạn. Đấy, mình đang cố gắng như vậy. Uầy, một level 2 ngẫu nhiên luôn à, ngon thế nhở, sự kiện tuần này ngon đấy. Ngay thôi, giờ chúng ta đi hoán đổi tướng đi nha các bạn nhá, chúng ta đi hoán đổi tướng đã. Ok, thì ở lần trước thì mình làm video lần trước về hoán đổi tướng NS thì mình có nói với các bạn rất là nhiều rồi. Đó là một con tướng đều có một tướng kể hoán đổi, nhưng mà sau một thời gian nghiên cứu cũng như tìm tòi cũng như là các thứ ở trên fanpage group cũng như tất cả anh em đưa thông tin lại cho mình, thì mình hồi đến ngày hôm nay mình đã kết luận được ra một vấn đề để mà hoán đổi ra được tướng NS. Thứ chúng ta cần nhất không phải là tướng gì ra tướng gì anh em, mà là nhân phẩm các bạn ạ. Ui, cái game này nó vẫn là nhân phẩm anh em. Cái kiểu là đen thôi đỏ quên đi anh em. Đó, các kiểu các bạn hiểu không? Cái kiểu đen thôi đỏ quên đi đấy, đúng giờ đúng thời điểm thì nó sẽ lên ngay, còn nó không đúng mắt thì thôi, các bạn có quét cả ngày không ta. Đây có một số nhảy anh em này. Con Vego ra Marco nhá. Đây bạn này lại dùng Ivanko ra ACE. Đấy, ok mình cho bạn xem một số nhảy nữa này. Ok, đây bạn này dùng Kaku để ra ACE. Đó, rất là nhằng nhằng anh em. Nói chung là hoán đổi nó kiểu hên xui á, nên chả biết thế nào được. Đây còn một số bạn khác nữa đây. Đây như bạn này thì dùng URG lại ra Futaro. Đấy, nói chung là việc hoán đổi là việc kiểu hên xui. Đấy, nhưng mà hôm nay mình vẫn sẽ test hoán đổi anh em. Ok, giờ chúng ta cùng về đi hoán đổi để xem liệu có ra được tướng NS không nha các bạn nha. Ok, nhưng mà test hoán đổi lần này thì mình sẽ test ở con ạc 25.000 sub này cho anh em nhá. Ok, mình sẽ test ở con nào mà 25.000 cấp sấp này mình sẽ tặng cho các bạn đây. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ làm qua nhiệm vụ cho con nào này luôn anh em. Mấy ngày hôm nay mình cũng không vào rồi, làm qua nhiệm vụ cho nó ạ. Nhận kim cương các kiểu. Xem nào, con nạc này còn hồn nhiều không? Xem nào, hồn hải tặc. Ôi, 2k6 hồn này anh em này, ngon này. 2k6 hồn mình cứ đổi cái này trước đi. Đó, đổi cái này trước anh em. Dương Halloween này. Đó, làm ngay 2 con boss trước cho con nạc này anh em. Đó, đến đầu đến, làm trước 2 con boss đã rồi tính tiếp anh em. Làm nhẹ 2 con boss.
Ồ, không được ra quà sự kiện à? Ra túi quà sự kiện là ngon nhé các bạn nha. Tính ra túi quà sự kiện bên game là ngon đấy. Ui, ra được cái đấy mới còn đỉnh luôn ạ. Đấy, lại ra túi quà sự kiện kìa. Ngon lành ạ. Nào, chúng ta đi mở túi quà sự kiện xem con đằng này mở được gì không. Chục 300 kim cương này, ngon. Được của nó các bạn, nói chung là cũng được của nó đấy. Ok, giờ thì chiêu mộ có không? Làm gì có đâu. Ui, còn bao nhiêu? Ô, thế này đủ này các bạn này. Mình sẽ đi mua luôn. Mua luôn cho đủ anh em. Mua luôn cho đủ đi. Chúng ta làm luôn cho nó đủ anh em. Làm luôn cho lóng. Làm luôn cho lóng rồi đi hoán đổi ạ. Let's go, let's go. Let's go. Rồi, ok. Giặt tướng SS không? Rồi, bỏ luôn đi. Chiêu mộ đặc biệt. Ok, chúng ta lần này có 2k8 điểm hoán đổi nhé các bạn nhé. Con hạc này thì mình đây vẫn dùng cháu này. Thấy bạn ấy hoán đổi ra được một cháu ma khô. Mình cũng đang cần ma khô anh em. Và mình nghĩ hoán đổi này thì các bạn không nên cứ tập trung ngồi cứ hoán đổi auto như này nhé. Đấy, không phải cứ click như này liên tục đâu. Mình nghĩ này rất là tốn điểm nên anh em cứ một lúc các bạn đi ra ngoài. Đây, cái kiểu hoán đổi một lúc xong các bạn lại ra ngoài làm gì đấy, kiểu như vậy. Đấy, quên cái này nó có thể điểm danh bồ anh em. Đó, quên mất. Rồi, lại quay lại hoán đổi tiếp anh em. Đó, chúng ta cứ ra đi vô. Mình sợ con nạc này ít điểm quá anh em, không đủ. Không sao ạc mình cơ, sao ạc mình hơn 10k điểm thì may ra mới đủ được các bạn. Cay nhờ. Đâu rồi, ra đi cho nó đẳng cấp nào. Ra đi nào. Ra nào. Không ra các bạn, khó thật sự. Cái hoán đổi này vẫn là một cái mà đâu đó, một cái gì đó mình cảm thấy nó khó khăn thật sự các bạn. Khó thôi rồi luôn á. Đây, con đằng này cũng sắp nhận được cháu Aoki này, anh em chơi về chơi thôi. 25k sub thì sẽ tặng nhá. Đó, vẫn không dài dòng, 25k sub thì sẽ tặng. Thôi, thời gian cũng còn dài nhờ. Từ để mình nhận quà đã, cho nên được. Đấy, lên cấp luôn rồi. Là lý, làm rồi mà sẽ giới thiệu dẫn đây. Lên Never này, nhận quà đi. Nhận quà. Đây, thôi mình nhập arc server mới đi, nhập nhập code server mới săn tướng anh em nhé. Chúng ta qua server mới săn tướng nào. Ok, đây con arc đây nha các bạn nhé. Không được thì thêm số 1 ạ. Săn tướng S nào 1-2. Một khẩu săn tướng S nào 1-2 nha các bạn nhé. Ok, tài khoản này mình đổi thành 1-2-1 thôi. Gmai equal. Giờ mình sẽ cày. Khi nhập code mình sẽ quay cho các bạn coi ạ. Ok, xong rồi. Tiện nói qua luôn một vấn đề, đó là mình hay nhập code mình săn tướng tiện tặng cho anh em trên video luôn. Thế nên là mình hay đề tiêu đề nó là nhập code và săn tướng, chứ mình không đề là code mới như các bạn nhá. Đó, anh em để cái tiêu đề của mình cái, nhiều bạn cứ vào bảo mình đi. Lúc này cứ có mấy code nhập lại, mình có nói là mình bảo nhập ấy đâu, mình vẫn bảo các bạn là code hiện giờ không có code mới. Ngay từ đầu video mình đã thông báo cho anh em rất rõ ràng và đầy đủ. Còn đợi đến cuối thì mình nhập code thì mình có làm cái tiêu đề này, nhưng mình nhập code mình phải thông báo với các bạn là mình nhập code săn tướng để anh em xem video các bạn biết. Thế nên là mấy bạn mà hay vào comment thì mình nghĩ các bạn nên xem video. Các bạn đấy là đa số là chắc chưa xem quá được 3 phút video của mình thì đã thoát ra và bắt đầu vào comment thôi. Đó. Ok, lại một cái con đấy hết hạn sử dụng rồi anh em. Livestream đúng không? Hôm nay ngày 28 là hết hạn sử dụng rồi anh em. Chúng ta hiện giờ còn 10 code thôi nha các bạn nhá. Đó, bên game hiện giờ lại chỉ còn 10 code thôi. Code đang càng ngày càng hết đi và không thấy bên game có một thông báo hay là một bất kể một cái gọi là diễn biến hay một cái gì hết anh em. Mình cũng đang hóng từng ngày đây. Trên diễn đàn các cửa mình cũng đang trên đấy từng giây từng phút một mà cũng không thấy bên game nó thông báo là sẽ có code mới hay quà mới. Ngay cả sự kiện Halloween này cũng chưa thấy gì hết các bạn. Đó, tình hình hiện giờ là rất là biến căng và hoang mang, không biết đi đâu ở đâu. Không với cả chuẩn bị có code tri ân nữa nên chắc mình nghĩ đầu tuần, đầu tháng game nó sẽ chưa ra đâu anh em. Đó, bây giờ quà chỉ còn nát đáng nghe vậy thôi nha anh em nhá. Đó, quà giờ đây. Đây, quà của chúng ta đây các bạn. Đó, quà của chúng ta hiện giờ chỉ lác đác vậy thôi. Giờ đấy, giờ đi săn làm con boss anh em, làm con boss ra tính tiếp.
Rồi, đây, làm con bot ra tính tiếp các bạn. Làm nhẹ em bot đi rồi tính tiếp các bạn nhá. Ngoài ra con nạc hôm qua con nạc có một con nạc có ra xe, không biết là anh em đã lấy chưa, để tí mình xem các bạn lấy chưa, nếu chưa lấy mình để mình nhập cho anh em luôn ạ. Tài khoản mật khẩu mình còn nhớ mà. 5 gói quà. Ui ngon các bạn. 600 kim cương luôn này. Hè mấy cái gói quà này ngon thật sự ạ. Ui quà ngon đấy nhờ. Gói này có 900 kim cương rồi. Thôi chúng ta đi săn tướng đi các bạn. Căn tướng nào, ra xe nào. A à, xe đâu rồi. Ui sẽ ra Luffy ạ. Nên cuối cùng ra được cháu Luffy anh em. Hết. Hoán đổi. New lấy kit luôn ạ. Lấy kit ra hoán đổi xem. Sử dụng kit hoán đổi xem nào. Ui chào mấy bạn may mắn ghê. Hoán đổi ra được. Mình mãi không hoán đổi ra được. Không nhưng sau con nạc mình chơi sự kiện thì chắc phải hoán đổi ra được nha. Ok giờ mình sẽ nhập lại tài khoản mật khẩu xem là con nạc kia còn nhập được không, nếu con được mình đưa lại cho anh em luôn, vì hôm qua thấy nhiều bạn bảo là em không nhập được ạ. À, để mình nhập lại đây nhá. Đây con nạc hôm qua đây đã có anh em lấy rồi đây này, ở đâu còn đâu. Bây giờ chúng ta tạo con nạc khác để chơi đi. Ok tạo thêm con nạc nữa nhá. Giờ ta 321. Ok mình ghi xong đấy nhá. Ok đây con nạc đây, đây con nạc mới đây nha các bạn nhá. Ghi gì giờ ta 321 2 đi. Mật khẩu tài nguyên y chang ạ. À. 3212 không được thì 521 đi. Mật khẩu vẫn là 321 nhá. Mật khẩu là ghi gì giờ ta 321 nha các bạn nhá. Ok giờ mình cày đã, sau khi đến phần nhập cốt xong mình sẽ quay cho anh em xem ạ. À. Ok làm tiếp con nạc nữa nào. Nhân phẩm tới đâu đây? Tới đâu đây? Ra không các bạn, không ra anh em, không ra. Lại là kít anh em. Cả đầu chống y chang lúc nãy nhờ. Quay ra quay vào có mấy con tướng này, bắt đầu đi, bắt đầu lại vẫn ra mấy con này không à? Ra tướng NS coi. Không ra các bạn, buồn thế nhỉ, làm con boss cho nó vui. Boss nào, đánh boss, phang, đánh chết nó nào. Win, nhận thưởng. Rồi, lại có tứ quà anh em. Nhận tiếp. Rồi. Lại được 5 túi quà, gì đây? Uầy. Kể mấy con quà này ngon thật sự ạ. Ngon ghê luôn á, có nhiều bạn mà còn hên hơi rồi luôn ạ. Ok, thôi nhưng thôi clip này chắc cũng kết thúc thôi anh em. Đến giờ mình nấu cơm rồi, hẹn mọi người clip tiếp theo nhá. Nấu cơm đây, bye bye, tạm biệt.